168 Tại sao có chim bao? Thưa Đại Đức, hôm nay chúng ta bàn về giấc mộng nha. Tại sao có người mộng lành, có người mộng dữ? Tại sao có người chim bao thấy cảnh người hay vụ việc đã có từ trước? Lại có người chim bao thấy cảnh người hay vụ việc chưa hề có? Lại có người nằm thấy chuyện hạnh phúc, vui tươi? Có người nằm thấy chuyện sợ hãi, kiếp đảm. Lại có người thấy một việc mình đã làm. Người khác lại thấy việc mình chưa hề làm. Rồi lại còn mộng thấy gần, thấy xa. Có kẻ lại thấy chuyện đâu như hằng ức kiếp. Tất cả các loại chim bao ấy, nguyên cớ do đầu đại đức. Tô Đại Dương, tất cả các loại chim bao ấy đều do từ những lý do sau đây. Thứ nhất, do chức gió, phong đại trong cơ thể giấy động thứ hai do mật tác động thứ ba do đàm tác động thứ tư do bệnh nóng sốt hay lạnh hàn tác động thứ năm do chư thiên quỷ hay ma tác động thứ sáu những chủng tử có sẵn trong tâm do mình đã tạo tác từ quá khứ trong sáu nguyên nhân kể trên chỉ có nguyên nhân thứ sáu là thật. Chim bao do nhân thứ sáu này tác động là chim bao có thật. Còn ngoài ra, các giấc chim bao do những nguyên nhân khác đều không thật. Ý Đại Đức muốn nói, chim bao có thật này do cảnh vật, người hay vụ việc mình đã tạo trữ từ trước hiện tồn trong dòng tâm hữu phận hay sao? đúng thế. Đúng là nó được tàn trữ trong hữu phần tâm. Tuy nhiên, nói tâm tạo ra nó là không đúng, mà nói nó tự hiện ra cũng không phải. Thưa Đại Đức, đã bắt đầu khó hiểu rồi đây. Không khó đâu. Ví dụ là Đại Dương hiểu ngay. Ví như cái hình và bóng ở trong gương. Nói cái gương tạo ra bóng là không được mà nói bóng tự hiện ra cũng không được. Tuy nhiên, muốn có bóng thì phải có hình. Hình soi vào gương mới có bóng. Trước đây, chúng ta làm một việc gì đó, hình, việc đó lưu bóng ở trong tâm, gương, chìm bào chính là thấy lại cái bóng ấy ở trong gương. Đơn giản chỉ có vậy. Dừng, chẳng hiểu rồi nhưng có khi nào người đầm mộng thấy chim bao này là tốt chim bao kia là xấu không đại đức người chim bao không thể biết chim bao ấy xấu hay tốt có thể kể lại chim bao ấy cho những người đoán mộng nghe họ có thể biết được nó ví như những nốt ruồi đen hay đỏ ở trong cơ thể chúng ta không thể biết được chúng mọc ở chỗ nào là tốt chỗ nào là xấu chỗ nào có tiền tài chỗ nào nghèo khổ, chỗ nào họa hại, chỗ nào may mắn. Chỉ có những ông thầy tướng Pháp mới có thể biết được điều đó, Tàu Đại Dương. Thế thì lúc chim bao, người ấy ngủ hay thức? Ngủ hay thức đều không thể chim bao. Nói rõ hơn, ngủ say quá hoặc tỉnh táo quá đều không thể chim bao được. Chỉ khi nào nửa tỉnh nửa mê nghĩa là ngủ mà không say đắm, tỉnh nhưng mà mơ mơ màng màng. Chính ở giữa trạng thái ấy, chim bào mới xuất hiện. Dần Nói có tính giáo nghĩa, kinh điển, thì khi ngủ say, ngủ thật ngon, tất cả lục căng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều đóng cửa, hoàn toàn không hay biết gì về lục trần, sắc, thanh, hương dị xúc pháp bên ngoài. Lúc ấy chỉ còn duy trì sự sống qua sự trôi chảy của hữu phần tâm. Ý thức ý lúc ấy cũng chìm vào hữu phần tâm này, nên hoàn toàn không hay biết gì cả, lúc này không thể chim bao. Còn khi ngủ mà giấc ngủ chưa sâu, chưa ngon thì ý thức lúc ấy chưa chìm vào hữu phần tâm, nên nửa tỉnh nửa mê ngủ căng lúc ấy, nếu bị thế giới ngủ trần tác động mạnh, họ có thể tỉnh lại hoặc có thể nhận biết. Chính đấy là thế giới mà chim bao hiện hữu. Đại đức có thể nêu ví dụ chăng? tôi dân, trở lại cái gương soi hồi nãy. Nếu cái gương để ở chỗ tối, thì có thể thấy bóng một cách dễ dàng không? Không thể, khi ý thức chìm vào dòng hữu phần tâm, như chìm hoàn toàn vào bóng tối, thì ta không thấy bóng, chìm bao cũng y như thế. Dân Cũng y như có phần đất trên quả địa cầu này, mặt trời không rõ đến được, giấc ngủ sâu không hay biết gì, không thấy gì là thế. Những ai có được giấc ngủ sâu này đại đức, Người vô tâm, vô tư, người mà thế giới ý thức ít làm việc thường có được giấc ngủ sâu này. Ngoài ra, những người có thiền định, các bậc thánh nhân thường có giấc ngủ ngon lành như thế. Còn trạng thái tâm nửa tỉnh nửa mê, nghĩa là đang còn mơ mơ màng màng, tại sao kim bao lại xuất hiện? Tàu khi đó, người ấy không còn ghi nhận rõ những hình ảnh thật ở ngoại trần nói cách khác nó hiện ra nửa thật nửa hư mà đa phần hư nhiều hơn thực chính trong lúc ấy những điều được lưu giữ trong ký ức tiền kiếp hoặc được lưu giữ từ quá khứ lại hiện ra cộng với hình ảnh hư hư thực thực trong hiện tại chúng tương tác trộn lẫn mà làm nên giấc chim bao vậy thế sao họ lại chim bao giấc chiêm bao có nhiều biểu hiện khác nhau nhưng đa phần phản ảnh ước mơ thầm kín của chủ nhân trong đời sống thường nhật họ có những nguyện vọng những ước mơ những mong muốn không thể thực hiện được chính bởi những ràng buộc áo cơm sự cấm đoán của luân lý đạo đức xã hội những thực tế khó khăn không đáp ứng được trong đời sống dần dần mà chúng được tái hiện trong giấc mơ tâu đại dương hay lắm giấc ngủ sâu quá thì không biết gì tỉnh quá thì giao tiếp với thế giới thường nhật rồi vậy chim bao chỉ xảy ra ở khoảng giữa hai tình trạng ấy điều này rất đúng đại dương đã lãnh hội rất tốt vâng nói tóm lại khi thức tâm ý đang sang chuyện này chuyện kia để chim bao không thể đến được đúng vậy dưới như một tỳ khưu phá hủy chánh mạng thanh tịnh giới không nuôi mạng chân chánh sống thân cận với bản ác chuyên hành trượt hạnh rời khỏi sự tinh cận lười biếng ham ăn mê ngủ thì pháp trợ bồ đề sẽ không bao giờ đến được với họ tương tự như thế người có làm việc ác hoặc tâm ý lăng xăng nghĩ ngợi lung tung hoặc thế giới ốc não làm việc nhiều hoặc lo toan hoặc mưu tính thì đêm đêm thường khó ngủ cứ chim bao mộng mị thật khó khăn để có được giấc ngủ ngon giấc ngủ sâu đóng trọn vẹn sáu cửa để cho ý thức được chìm vào hữu phần tâm tàu đại dương rất rõ vậy và dường như đại đức cố ý phân chia giấc ngủ ra làm ba giai đoạn đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối đúng thế đại đức có thể giảng giải rõ ràng chăng dừng đoạn đầu là lúc chuyển từ giai đoạn đang thức sang giấc ngủ đấy là tâm trạng lờ đờ mệt mỏi ngáp cơ thể mệt nhừ muốn nằm và muốn ngủ đoạn thứ hai tuy nằm ngủ mà vẫn còn nhận biết thế giới xung quanh nghĩa là có ngủ nhưng vẫn còn chút thức ngủ mà ý thức chưa hoàn toàn đóng cửa giai đoạn cuối là lúc ngủ ngon ngủ sâu ý thức chìm hẳn vào dòng ba vanga. Cảm ơn đại đức. Thế trạng thái ngủ chút chút ấy nói cụ thể là như giấc ngủ của con khỉ. Nó làm cho phát sanh chim bao và rõ ràng sự kiện chim bao ấy là không tốt. Vậy người tu hành, ý nói bậc chân tu có tinh cần, có giới hạnh sẽ đối trị với nó ra sao? câu hỏi hay lắm muốn đối trị với nó cần thiết phải trang bị những thứ khí giới sau đây tỉnh thức chánh niệm kiên trú trong pháp khi làm được thế hành giả không bị chi phối bởi ngoại cảnh bên ngoài và những tư tưởng ý niệm khởi động bên trong tâm được an chỉ tuy nhiên tự an chỉ dễ đưa đến nhất hành nhất hành này tương tự như nhập vào dòng bavanga vị ấy không nhập vào nhất hành mà quán chiếu để thấy rõ vô thường khổ não vô ngã để đắc thánh quả như thế rõ ràng vị ấy không phải ngủ mà cũng chẳng phải thức cũng chẳng phải ngủ như giấc ngủ con khỉ tàu đại dương khi chánh niệm tỉnh thức kiên trú trong pháp rõ ràng vị ấy đang còn thức mà tàu nhưng không như cái thức của phạm nhân là bị chi phối bởi mọi cái ồn ào phức nhiễu ở xung quanh nên không thể gọi là thức bình thường được nếu vị ấy không nhập vào pha bành ga tức là còn đang ở giai đoạn thứ hai nghĩa là ngủ chút chút như con khỉ thì rõ là vị ấy sẽ chim bao tuy không nhập vào dòng bavanga nhưng vị ấy không mơ mơ màng màng không ngủ chút chút như con khỉ. Vì ý thức đã yên lặng, tâm đã an lạc. Do vậy, vì ấy không có chim bao tàu đại dương. Thế còn giai đoạn cuối, các vị ấy ngủ ngon, ngủ sâu chứ? Dĩ nhiên rồi. Các ngài chánh niệm, tỉnh thức ở giai đoạn 1, an lạc, vắng lặng ở giai đoạn 2, nên đi vào giấc ngủ ở giai đoạn 3 rất dễ dàng thế có khác giấc ngủ ngon của phạm nhân không không khác nhưng phạm nhân lâu lâu mới có được giấc ngủ ngon như thế vì họ còn mộng mị chim bao còn các bậc thánh nhân bao giờ cũng ngủ ngon và không bao giờ còn chim bao nữa hay thật khi thức không phải thức khi ngủ không phải ngủ ở chỗ chim bao mà không phải chim bao bao giờ cũng an lạc vắng lặng ngủ lúc nào cũng ngon thì thật là hạnh phúc tuyệt vời trên cõi trần này thưa đại đức chí phải 169. chết đúng thời và chết không đúng thời thưa đại đức sinh ra trên đời ai cũng phải chết nhưng có người là chết trẻ có người là chết già tại sao thế tâu vì có người chết đúng thời và có người chết không đúng thời. Xin Đại Đức giảng cho. Dân, dí như xoài ra hoa rồi kết trái. Đúng lý ra, đúng thời, đúng tiết, đúng độ, thì xoài chín vàng mới rụng. Nhưng Đại Dương không từng thấy có trái đang non đã rụng, trái còn xanh đã rụng, trái mới hùm hùm đã rụng hay sao? Chậm có thấy, xoay rụng khi chưa đúng thời có nhiều lý do khác nhau. Có trái do sâu đục, trái do chim mổ, trái do gió thổi mạnh. Gẫm con người sinh ra ở đời cũng như thế nào có khác gì. Ý Đại Đức muốn nói đến các sự chết, nhiều cách chết của con người khi chưa đến tuổi thọ phải không? Đúng thế, con người sống cho đến già, có bệnh, bệnh nhẹ hoặc vô bệnh mà chết, ấy gọi là chết đúng thời. Còn những người do hành trình của nghiệp, tác động của nghiệp, do phản ứng đoạn lìa của nghiệp, mà chết khi chưa hết tuổi thọ, đều gọi là chết phi thời Tâu Đại Dương. Điều ấy nghe thì qua lý, nhưng lấy đâu làm mốc, làm căn cứ để biết tuổi thọ của mỗi người là bao nhiêu. Giả dụ đứa bé đang còn trong bụng mẹ mà chết, có thể nói rằng tuổi thọ của nó chứ chừng đó thì sao? Tương tự thế, 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi mà chết thì phải được hiểu tuổi thọ ngang chuyện đó. Nên gọi là chết đúng thời, không được sao? Suy từ luận cứ đó, tất cả mọi người chết ở độ tuổi nào cũng đúng thời cả, chứ không thể có cái gọi là chết phi thời, thưa đại đức. Đại đức Na Tiên mỉm cười. Đại dương, những người mà 5 tuổi, 10 tuổi Hai mươi tuổi, dân dân, chết là những người chết thọ nhỉ? Không, họ chết yểu. Thế những người tám mươi, chín mươi mới chết thì gọi là chết sao nhỉ? Gọi là chết thọ. Thế là Đại Dương đã tự xác nhận cái mốc chết thọ của đời người là bảy mươi, tám mươi, chín mươi, dân dân. Vậy chúng ta có thể hiểu rằng chết đúng thời là chết thọ còn tất cả những ai chưa đến tuổi thọ. Chết đang còn thanh niên, còn ấu thơ, chết bằng cách này hay cách khác, thì đều gọi là chết phi thời cả tàu đại dương. Đức vua Milan Đà cười. cười. Không sai được. Thế đại đức có thể tóm lược cho nghe có bao nhiêu cách chết phi thời ấy, ví như trái xoài, rụng do sâu đục, do chim mổ, do gió thổi, Đại Đức Na Tiên lắc đầu. Nhiều lắm tàu Đại Dương. Thật là không thể kể hết tất cả những cách, những kiểu, những trường hợp chết vào loại phi thời này. Nó thiên hình dạng trạng, tuy nhiên hàng trăm hàng ngàn cách chết phi thời đều có thể quy về một chữ, đó là nghiệp. Do nhân quả, báo ứng của nghiệp mà tạo nên phi thời tử tàu Đại Dương dần thế đại đức có thể kể cho nghe một số trường hợp tượng trưng được chăng tâu có thể được bần tăng xin nêu ra đây một số cách chết không đúng thời chết do đói chết do khát chết do rắn cắn chết bởi độc dược chết cháy chết nước chết bởi khí giới vân vân ở đây đa phần là nghiệp dữ nghiệp nặng ngoại trừ chết đói chết khác xảy ra từ từ còn năm cách chết sau đều là chết dữ tận chết có đổ máu chết bị hành thân ngoại thể chết tức khắc nên người đời thường gọi là chết bất đắc kỳ tử đó tâu đại Dương. giận cũng đều là nghiệp nhưng do tội báo quá nặng phải chăng để đức trình bày đại lược cho nghe một vài ví dụ liên hệ về nhân và quả của các cách chết ấy dần Kiếp này có người chưa đến tuổi thọ mà chết Do đói Nguyên nhân là bởi Một quá khứ lâu xa Đã bắt bỏ đói một chúng sanh nào đó Hoặc do cướp giật thực phẩm Hoặc do phá hoại mùa màng Nương rẫy của kẻ khác Hoặc do thù oán Mà đốt lương thực thực phẩm Dân dân Do nhân như vậy Nên người kia đã bị chết đói nhiều trăm năm Nhiều ngàn năm trong bốn đường ác nghiệp còn dư sót. Tuy được sanh làm người, nhưng quả báo vẫn còn chạy theo. Nếu quả nghiệp theo kịp lúc thiếu niên, thì bị chết đói lúc thiếu niên. Quả nghiệp theo kịp lúc trung niên, thì bị chết đói lúc trung niên. Nhưng quả vận hành một cách chính xác, không thiên dị, thiên lệch bao giờ. Tương tự như thế, do nhân từng làm cho chúng sanh bị chết, chết do độc dược, do đốt cháy, do dìm nước, do đâm chém giết hại, nên sau khi bị quả báo đau khổ trong bốn ác đạo, sanh làm người vẫn bị trả quả báo dữ, bị đoạn lìa sanh mạng khi chưa đến tuổi thọ. Phi thời tử là vậy, Tâu Đại Vương. Trung quy là do nghiệp ác nặng, tạm đã hiểu, nhưng nếu chết do bệnh thì sao? Có người bệnh lương ương cả đời không chết, có người bảo bệnh chết có người bệnh nặng chạy thầy chạy thuốc hết cả gia sản mới lành có người bệnh sơ sơ dưỡng vài ngày là khỏi tất cả những bệnh ấy chết và không chết có phải là do nghiệp không có cái do nghiệp có cái không do nghiệp tâu đại vương tại sao tâu nghiệp phải được hiểu là do hành động đã làm đã tạo tác từ kiếp trước gọi là nghiệp nhân Kiếp này bị trả quả gọi là nghiệp quả. Định luật báo ứng nhân quả ấy gọi là nghiệp. Vậy những người chết do nhân quá khứ đã làm gọi là chết bởi nghiệp. Ngoài ra, còn có rất nhiều trường hợp do tạo nhân từ kiếp này mà chết, nên không được gọi là bởi nghiệp, Tâu Đại Dương. Xin Đại Đức cho ví dụ. Dân. Ví dụ như có một người không biết giữ gìn cơ thể đối với thời tiết bất thường xảy ra ở xung quanh. Đại loại như trời nóng quá, trời lạnh quá, gió nhiều quá. Hay nói cách khác, phong đại, thủy đại, hỏa đại, dân dân. Ở bên ngoài thịnh quá, tác động vào tứ đại của con người mà sinh bệnh. Cái ấy không bởi nghiệp quá khứ, mà do nhân hiện tại tàu đại dương. À, Trẫm hiểu rồi. Ví dụ như có người làm việc quá độ, do thức ngủ quá độ, do lười biếng quá độ, làm cho tứ oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, không điều hòa, mà sinh bệnh, ấy cũng là do nhân hiện tại Tô Đại Dương. Dân Ví dụ có người ăn uống bất thường, hoặc dùng thứ này nhiều, thứ kia không có, hoặc quá ít mà sinh bệnh tiêu chảy, táo bón, ung thư, hoặc mật nhiều, đàm nhiều, hoặc thiếu máu, hoặc dư máu, đều là bệnh mà mình tự tạo trong kiếp này, nên không thể gọi là nghiệp tàu đại dương. Cơ thể con người sinh bệnh còn do nguồn nước uống, không khí để thở, các định luật tự nhiên xung quanh tác động, ảnh hưởng nữa, đều là nhân của kiếp này cả tàu đại dương thế là quá rõ đối với những bệnh không chết thì không nói còn tất cả bệnh mà chết dù nhân quá khứ hay nhân hiện tại cũng đều gọi là phi thời tử cả sao đúng thế đúng tuổi thọ mới chết gọi là đúng thời chưa đến tuổi thọ mà chết do nhân thế nào đều gọi là chết không đúng thời cả những điều này có ví dụ cụ thể không nhỉ đại đức có chứ. Dí như đốt một đống củi khô, bổi khô, lá khô, dần dần. Khi lửa cháy hết đống củi khô, bổi khô, lá khô ấy, lửa tự động tắt. Ấy gọi là lửa tắt đúng thời trong đại dương. Đây chỉ cho trường hợp những người sống hết tuổi thọ của mình mới chết, là chết đúng thời. Dần. Còn đống củi khô, bổi khô, lá khô ấy đang cháy nửa chừng, bị một trận mưa ập xuống làm tắt lửa. Ấy gọi là lửa tắt không đúng thời, Tâu Đại Dương. Đây chỉ trường hợp những người bị nghiệp nặng hay bệnh nặng đến phải chết khi họ sống chưa hết tuổi thọ của mình, gọi là phi thời tử đây. Đúng vậy. Nghiệp nặng hoặc bệnh nặng giống như mưa đổ ập xuống làm tắt lửa, dứt sinh mạng. Còn trường hợp mưa ấy bị gió thổi tan đi, hoặc mưa sơ sơ không đủ tắt lửa thì sao đại đức những người sống hết tuổi thọ mà vô bệnh hoặc bệnh nhẹ thì như trời quang mây tạnh không có mưa những người cũng sống hết tuổi thọ nhưng bệnh nặng rồi lạnh hoặc bệnh liên miên như trời có mưa nhưng gió thổi tan mưa đi hoặc có mưa nhỏ không đủ tắt lửa những người nghiệp nhẹ hoặc có bệnh nhưng không chấm dứt tuổi thọ đều y như thế Dần những người bị rắn cắn chất độc mạnh bị hành thân xác nhưng thầy rắn chữa lành không đoạn mạng sống được cũng y như thế Dần ví như tên lìa khỏi dây cung không bị chướng ngại cản trở sẽ đến được mục tiêu nếu bị chướng ngại cản trở sẽ không đến được mục tiêu Mỗi tên đến được mục tiêu là đúng thời. Mỗi tên bị cản trở, rớt giữa chừng, gọi là phi thời Tâu đại dương. Nghe rõ. Dí như một người đánh trống đồng, âm gian đi rất xa là đúng thời. Nhưng vừa đánh lên, có kẻ đưa hai tay bịt mặt trống, ngăn lại. Âm thanh ngân dứt, không gian đi được. Ấy gọi là không đúng thời Tâu đại dương. Chẳng đã hiểu rồi. Những người không bị nghiệp nặng đoạn lìa sanh mạng, như bị bệnh do thời tiết tác động, do ăn quá độ, do làm việc quá độ, do ảnh hưởng nước và không khí ở xung quanh, dần dần. Thuốc thang không chữa được, đều phải được hiểu là phi thời tử y như thế, không khác. Dần Lúa cấy trong đám ruộng, mưa thuận gió hòa, chăm sóc chu đáo, đến mùa gặt hái được dồi vào lương thực. Nhưng nếu đám ruộng ấy bị trời nắng hạn, thiếu nước, thiếu phân, chắc hẳn lúa sẽ khô chết. Hoặc thâu hái chẳng được bao nhiêu hạt, phải thế không đại dương? Dần Lúa khô chết ấy là đúng thời hay phi thời? Tức là phi thời. Nếu do hạn kháng mà chết, do sâu đục thân, do chuột cắn nát, do châu chấu tàn hại thì có phi thời chăng dĩ nhiên là phi thời đám ruộng phân nước đầy đủ sâu không ăn chuột không phá châu chấu không làm hại nhưng nếu bị một trận mưa đá dập xuống thì sao cũng tiêu luôn cũng là phi thời nói tóm lại những ai vô bệnh thiểu bệnh bệnh nặng mà chữa lành nghiệp nặng mà do phước bảo trợ được vượt qua nhiều tai nạn nhưng may mắn thoát chết sống hết tuổi thọ của mình mới lìa đời gọi là hợp thời tử những ai bị bất đắc kỳ tử bị ác nghiệp quá khứ còn dư sót bị nhân quá khứ hoặc nhân hiện tại tác động mà sinh bệnh đoạn lìa mạng sống khi còn non trẻ trung niên tất cả đều được gọi là phi thời tử tàu đại dương Đức vua Milanda tán tháng. Thật thiện xảo, phong phú thay là những ví dụ của Đại Đức. Sự giải đáp nhiều mặt của Đại Đức trên thế gian này ai mà không hiểu được. Quả là cô phụ tấm lòng của bậc đại trí vậy. 170. trăm Tại sao nhập Niết Bàn lại có hiện tượng phi thường thưa đại đức tất cả các vị a la hán khi niết bàn thi thể quả tán của các ngài đều có hiện tượng phi thường xảy ra phải chăng có gì có thần thông phép lạ xuất hiện có gì không có gì cả tàu đại vương tại sao lại như thế đại đức tàu đại vương thần thông phép lạ hay là hiện tượng phi thường xảy ra nơi thi thể quả tán của các bậc a la hán niết bàn là do một trong ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, có vị A-la-hán sắp niết bàn vì muốn đem đến lợi ích cho những người đến lễ bái cúng dường nên chú nguyện rằng xin cho thi thể này hiện ra những năng lực phi thường. Nguyện như thế xong, niết bàn, thi thể quả tán của vị ấy sẽ xảy ra thần thông phép lạ. Thứ hai, một số chư thiên có thần thông biết rằng lễ bái cúng dường thi thể quả tán của các bậc a la hán được rất nhiều phước báo cao thượng các vị chư thiên ấy muốn làm cho chư thiên trong các cõi và nhân loại phát sanh tính tâm trong sạch nên họ đến nơi quả đài phát lợi chú nguyện xin cho thi thể quả tán của bậc a la hán này hiện ra những năng lực phi thường để tăng trưởng đức tin cho phần đông chưa thiên nguyện thế xong, sau đó thần thông phép lạ sẽ xảy ra ngay nơi chỗ quả tán ấy. Thứ ba, có những nam nữ cư sĩ là bậc trí thức, có trí tuệ, giàu đức tin. Họ cúng dừng vật thơm, tràn hoa hay giải dốc đến lễ đài quả thiêu rồi phát nguyện. Mong cho thi thể quả tán của bậc A-la-hán này phát sanh năng lực mầu nhiệm vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Lời cầu nguyện ấy sẽ được ứng nghiệm. Nghe xong, Đức Vua Milan Đà hỏi Nếu không có ba trường hợp chú nguyện ấy, thì sẽ không có phép lạ sao, Đại Đức. Tàu dân Đến các vị Đại A-La-Hán thuần thục lục thông, nếu không chú nguyện, cũng không có hiện tượng phép lạ xuất hiện sao? Tâu dân như vậy rõ ràng là trường hợp nào cũng vì lợi ích cho chư thiên và loài người cả đáng ngưỡng mộ làm sao